Ok, hôm nay giới thiệu cho mọi người con BMW G310 R nha. Dòng phân khúc 300cc. Thì 300cc này, cái dòng BMW này thì có cạnh tranh với các loại là Z3, MT03, Đúc 390 với đây là cái gì ta? Benelli với CB300. Thì cái dòng BMW thì nghe cái thương hiệu nó nghe là biết sang rồi. Đây, xe biển số Sài Gòn, đăng ký 2018. Biển Sài Gòn. À, mấy loại kia thì em có hết luôn nha, MT03, R3 này, Z3 này kia có đủ hết. Xe này biển số Sài Gòn, 106.800.000 nha. Đăng ký 2018, biển Sài Gòn đẹp. Đây. BMW G310R nha anh em. Còn hóa đơn gì chích hãng gì á, bảo dưỡng gì quên mất tiêu rồi. Biển số đẹp 15878, chín nút luôn. Đây, biển Sài Gòn. Xe này trọng lượng nó nhẹ hơn mấy con kia nha, có 158kg thôi. Rồi bây giờ quay chi tiết cho mọi người nè. Đây, đồng hồ mới có mấy ngàn thôi à. Đây, cụm ghi đông này còn trên mới nha. Đây, cụm ghi đông, cùng với ghi đông này kia rất đẹp. Logo BMW nè, ốc phuộc với chén cổ này kia là còn mới tinh luôn. Đó. Dòng 300cc thì con này có nhiều và là công nghệ nó cũng ok nhiều hơn. Cặp buộc upside down nha anh em. Upside down 41mm á. Upside down này bự nè, chứ không phải là từng so sánh với mấy chiếc R15 này kia nó không ngon bằng đâu. Chiếc này ngon lắm. Upside down này, cặp buộc quá đẹp nha, không có xì nhớt hay là xước ti này kia gì hết. Cặp vỏ Michelin Radio Street. Đây, mâm quá đẹp nha anh em. Rồi, có lên được che cát nước với cái gì ta, cái gì của nó tự nhiên, cái che cục sạc. Đó, anh em nhìn gầm rất là đẹp nha, máy móc nguyên zin hết. Đây, có lên mấy đồ chơi nè. Mấy đồ chơi này BMW này hiếm nha, mắc tiền, không có như đại trà như mấy cái loại Z300 với MT03 nha. Đó, bộ zin. Đi gặp bộ zin rất là đẹp. Đây, phục sau đây. À, con này nhún đã lắm nha. Đợi xíu em nhún thử phục cho anh em xem. In da rất là đẹp, da còn mới tinh luôn. Đây, dàn áo nè. Dàn áo mới là tâm trùm luôn. Đây, logo BMW này kia đầy đủ hết nha anh em. 106.800.000, xe đăng ký 2018. Dĩa ốc tán này kia, dĩa còn dày, ốc tán sáng chân luôn. Đây, cặp vỏ sau 150. Xe biển Sài Gòn đẹp nha, 15878, 9 nút. Đó, xe không có gì để chơi hết. 130cc con này nói chung là nó ngon hơn mấy chiếc kia nhiều. So với Z3 với MT03 này kia thì ngon hơn nhiều, nhưng mà máy móc thì mấy con kia nó mạnh hơn. Đây, dòng xin dĩa còn đẹp nè, có chống giữa luôn nha anh em. Đó, sườn lòi ra ngoài rất chi là đẹp nha. Đây, ốc hoa lục giá của BMW nè. Đó, dàn áo ken sa beng. Đây, cục xe đào đi trước này kia còn dày nha anh em. Đi trước ốc tán này kia còn mới tinh nè. À, cặp heo 4 bích nha. Cặp heo 4 bích. ABS trước sau nha. Rồi. Đây, phuộc khỏi chê nha. Nhìn ốc tán sáng nè. Cặp phuộc đèn này kia đây nhìn quá đẹp. Đăng ký 2018. Đăng ký 2018, giá 106.800.000. Rồi. Anh em muốn trải nghiệm thử thì cứ thử em. Đây, bây giờ em đề máy thử. À, chương trình này bây giờ khó thử nhún quá. Đó, bây giờ em thấy thử nhún nó êm không? Em mới lắc tay đẩy nhẹ biết cái xe nó nhún êm không? Rồi, bây giờ em đề máy thử cho anh em nghe nè. Phục trước phục sau êm lắm nha anh em. Đó,
Đây. $106.800.000. Anh em mua thì nên đi mua ca bô bích này kia nghe cho hay. Bô gì thì nghe nó dở quá, nghe dở so với Z300 nữa. Nhưng mà đi ca bô bích thì nó đẹp, nó đỡ hụt nữa. Rồi ok, quay sơ lại cho anh em nha. Rồi nha anh em, xe thì đẹp nè, bóng loáng, ốc cánh sáng trưng. Thì em đã rửa full từ trong ra ngoài rồi. Thì anh em mua về thì không phải dọn rửa làm gì thêm nữa, là về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Đừng có so sánh mấy cái xe cũ hay là xe mà hư này kia, rồi anh em về sửa rồi rửa này kia còn tốn thêm tiền nữa nha. Rồi thì bên em mua xe á thì có tặng nhớt, tặng nói bảo hiểm với lại là bảo hành cho anh em. Tặng nhớt, tặng nói bảo hiểm và bảo hành cho anh em nha. Đây giờ cửa hàng em là địa chỉ là 59 Tô Ngọc Vân nha, trung tâm của thành phố Thủ Đức. Anh em cứ gõ Google Maps thêm mô tô Thủ Đức ra. Đây cửa hàng em rất là bự nha, trạm xe lướt thêm mô tô Thủ Đức nha. Em có rồi là sao hỗ trợ rồi quay đầu thi bằng lái này kia đầy đủ hết cho anh em luôn, có quẹt thẻ trả góp nè, rồi anh em nào có thẻ visa trả sau á thì mình quẹt được lãi 0%. Rồi còn không có thẻ thì mình trả góp qua FEDIP, thì cái đó thì hỗ trợ ít hơn, hỗ trợ có 40 triệu thôi. Thì tất cả các xe ở đây thì anh em, đây xe rất nhiều nha. Anh em mua xe thì tất cả xe hải quan hết, em không có xe thanh lý với xe giấy tờ hợp lệ, nên mua bán hay là rút gốc này kia em hỗ trợ hết. Rồi anh em mà muốn ship xe tỉnh á thì chuyển khoản cọc cho em sẽ ship tận nơi cho anh em toàn quốc nha, từ Hà Nội rồi tới Cà Mau này kia là cứ hú em chuyển khoản cọc và ok. Xe thì em quay như clip, không có sai sót, không có gọi là chỉnh sửa gì trên đó hết, hỗ trợ anh em thi bằng luôn nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em, địa chỉ trên đó, à quên, số điện thoại là ở trên đó luôn. Hoặc anh em có thể xem khảo nhiều xe nữa trên Facebook của em hoặc là trên fanpage. Số điện thoại của em là 0937 201 290, và số thứ hai là 0924 700 900. Địa chỉ là 59 Tô Ngọc Vân nha, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, mặt tiền luôn nha. Anh em đi Phạm Văn Đồng quẹo phải vô khoảng là 300m là thấy tiệm em thôi. Rồi xin chào anh em, anh em thấy hay thì cứ like cho em một phát để sau này có những cái xe khác em đăng lên anh em dễ xem.